trên một sản phẩm, đây được xem là một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Và sau đây thì chúng tôi đang trải nghiệm trên một chiếc kích thứ hai của một sản phẩm, đó chính là chiếc ghế đôi. Chiếc ghế đôi với kích thước là ngang 1m88, sâu là 85cm và chiều cao của chiếc ghế là 1m47, rất rộng rãi và thoải mái. Bên cạnh đó còn với kết hợp với màu ngọc da bò như thế này để đem đến sự sang trọng tối thiểu cho một sản phẩm. Và đây thì cô đang trải nghiệm trực tiếp trên chiếc ghế đôi như thế này, quý khách có thể cảm nhận được sự thoải mái vốn có của bộ sản phẩm ngày hôm nay. Và sau đây thì cô đang trải nghiệm cho quý khách quay, đó chính là trên hai chiếc ghế đơn. Ghế đơn vẫn được thiết kế vô cùng đẹp mắt với kích thước là ngang 1m07 và chiều sâu cho lòng ghế là 85cm. Với phần trường cũng như phần bọc lưng ngựa vẫn được chúng tôi thiết kế đồng bộ cho hai chiếc ghế đơn ngày hôm nay. Rất rộng rãi và thoải mái. Với một người có thân hình nhỏ nhắn hay là một người tỷ số tiêu chuẩn của người Việt Nam như thế này thì với kích thước và khoảng không gian của ghế như thế này thì chắc chắn đem lại sự thoải mái cho người sử dụng. Bộ sản phẩm này đang đem đến một sự hoàn hảo tối đa cho người dùng. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khách chuyên ngữ trực tiếp về các đường nét cực giảm trên tứ diện, phần giả cũng như phần chân của đàn trung tâm ngày hôm nay.